Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi Số. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Số, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Số chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi cuộc đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tiết lộ cuộc sống từ sau 64 tuổi về già, tài lộc và sức khỏe. Thưa quý vị, cuộc sống này vô cùng khó lường, nhiều Canh Tý tự hỏi, không biết tương lai của mình hung cát ra sao và khi đã qua cột mốc 64 năm cuộc đời, nhiều cô bác không khỏi lo lắng, bất an vì càng già càng lắm bệnh tật, lại thêm nhiều nỗi lo về con cháu, tiền bạc. Nhìn những người bạn ngày ngày gần gũi, thân quen dần rời xa cõi đời mà bần thần, cô đơn xót xa cõi lòng. Vì vậy, với mong muốn nắm bắt được vận mệnh, nhiều cô bác đã tìm đến tử vi, tướng số nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Chính vì vậy, các nhà tử vi đã dày công nghiên cứu các chòm sao cung mệnh, tìm hiểu số mệnh theo khoa học và đúc kết ra những lời nhắc mệnh vô cùng chính xác. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Canh Tý là con giáp được luận giải về đại vận may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số khổ nạn, khiến tuổi Canh Tý hao tiền, tốn của bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng từ sau 64 tuổi trở đi, chỉ cần biết ba điều này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu có hưởng phúc ba đời, gia đạo sung túc, tinh thần hạnh phúc. Vậy vận trình cụ thể từ sau 64 tuổi về sự nghiệp công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của người tuổi Canh Tý cụ thể sẽ ra sao và điều gì giúp tín chủ đổi đời giàu có, hưởng phúc an nhàn? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được tử vi bật mí ngay sau đây. Đặc biệt, ở phần cuối video, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về ba lưu ý giúp tuổi Canh Tý chánh họa, đắc phúc, hậu vận giàu có và bình an. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lá số tử vi dưới đây. Quý vị thân mến, nếu những năm tháng tuổi trẻ Canh Tý khổ sở, lận đận dính đến những thị phi, những điều tiếng của những người bên cạnh hoặc những người xa lạ, chỉ rình rập chờ thời để vui dập từ lâu, nhưng được cái họa do người hại không đáng sợ, họa do trời đầy mới đáng lo. Nhìn lại suốt chặng đường 64 năm trầy trật, nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hơn nửa kiếp người trôi qua thật chóng vánh với bao lo toan vất vả. Lo cho gia đình sung túc, lo cho con cái học hành thành tài, lo cho bố mẹ tuổi già neo đơn, nhưng cũng cho Canh Tý rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều phúc phần xứng đáng, để cuộc đời Canh Tý từ nay trở đi trở nên tốt đẹp, trăm sự đều xuôi, trong việc đều thuận. Càng lớn tuổi càng gặt hái được nhiều thành công, hậu vận an nhàn, tận hưởng mọi phước lành trời ban, có được cuộc sống viên mãn, vạn người ao ước. Điều đặc biệt là đến hậu vận giàu sang của Canh Tý nằm ở bên trong nhân cách. Canh Tý sinh năm 1960, là người có một thứ mê lực hấp dẫn mọi người, gọi là đại khí. Bất luận người địa vị cao hay thấp, sự nghiệp lớn hay nhỏ, thân phận sang hay hèn, điều có khả năng lôi cuốn người khác nhất của Canh Tý, đó chính là tâm thái bước vào hậu vận cuộc đời. Thành tựu lớn nhất mà Canh Tý để lại cho đời, đó chính là phong thái, khí chất, khí độ, là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình thoát ra từ tổ hợp các tố chất của Canh Tý. Giai đoạn này của cuộc đời, người tuổi Canh Tý nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay làm lại khiến người khác trố mắt kinh ngạc. Giai đoạn này, người tuổi Canh Tý luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ, mệnh chủ giống như một cuốn sách hay khiến cho người rung động tâm can. Không cẩu thả, nông nổi, bột chột, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn,
đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nếu nhìn bề ngoài thì tưởng rằng Canh Tý là một người hồ đồ, chỉ vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, nhưng thực ra trong tâm Canh Tý vẫn bảo trì vững nguyên tắc, không chút mơ hồ, nội tâm vốn vô cùng sáng tỏ. Tâm của họ sáng như ánh trăng, mênh mông như biển cả, nhưng cũng êm ả không chút lăng tăng gợn sóng. Từ sau 64 tuổi, Canh Tý có được là một khí chất thanh cao của bậc quân tử hiền triết, là một loại hiểu biết cõi đời nhân sinh, cũng là một loại nhường nhịn con trẻ, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình đi khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Những năm tháng hậu vận, người tuổi Canh Tý thích loại cuộc sống đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, nhưng lại vô hình nhận về vô số quả ngọt trời cho, được ơn trên ban phước, thần Phật che chở mà rạng rỡ tổ tông, vinh hiển thịnh vượng một đời, nhưng Canh Tý vẫn điềm đạm, thanh cao, không huênh hoang, ngạo mạn, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem. Nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu, Canh Tý trọn một cuộc đời thong dong, tỉnh tỉnh tại tại, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định, trầm tĩnh, bền gan vững trí. Dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Ở hậu vận, Canh Tý luôn chọn sống theo một cảnh giới khác với những người khác, chiến thắng bản thân tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Giai đoạn này, Canh Tý bên ngoài mạnh mẽ, bên trong khiêm nhường. Mệnh của Canh Tý từ sau 64 tuổi không phải là không buồn khổ, không có ngang trái, mà là hiểu rõ thế sự, thấu tỏ nhân tình, bất kể là không thoải mái đến đâu, vẫn có thể nở nụ cười. Sự tình đã qua thì cho trôi theo dòng nước, không để những thứ ô nhiễm bất định tồn tại trong tâm mình. Nội tâm vĩnh viễn bảo tồn sự thanh tịnh, tố chất làm người của Canh Tý sau khi đi qua 64 tuổi là một dạng tài phú, hồng phúc hơn người, luôn gắn chặt cùng với mình. Không ai lấy đi được, bộc lộ ra ngoài sẽ luôn được mọi người tán dương, khen ngợi. Ẩn giấu đi, giúp bạn ung dung lập thế, hậu vận tuổi Canh Tý luôn biết tu dưỡng, có mật độ thâm sâu. Người khác có thể không dò biết được nội tâm của mệnh chủ bao sâu, nhưng vĩnh viễn không khiến người khác ôm giữ hoài nghi hay đối địch với mình. Làm được tới như Canh Tý trên đoạn đường đời đầy khổ nạn, đầy cám dỗ là rất khó. Nếu như làm tới được thì chính là có đại nhân cách, đại độ lượng và đã là thành công rồi. Đặc biệt, Canh Tý đối với người luôn khoan dung, không tính toán chi ly, đối đãi với người khác một cách thoải mái, rộng lượng, lòng dạ khoan dung. Đây là biểu hiện của một người có phẩm chất có tu dưỡng tốt. Cổ nhân nói, người quân tử có thể nhẫn với người không thể nhẫn, khoan dung với người không thể khoan dung. Đồng thời, trong giai đoạn này của cuộc đời, tuổi Canh Tý đối đãi với người với sự thấu hiểu, quý trọng, duyên phận, giúp đỡ nhau, phối hợp với nhau, lấy thành tâm đối đãi nhau. Đối với những mục tiêu chung cần hợp tác, hợp lực, tín nhiệm lẫn nhau, cầu tiến bộ, đến giai đoạn này, Canh Tý minh bạch hơn kẻ thù thông thường là do tự mình tạo nên. Trong lịch sử, bản mệnh thành công đều có khả năng hóa thù thành bạn, bao dung người, thấu hiểu người, độ lượng để dùng, người khiến người khâm phục. Đó cũng chính là trí tuệ của Canh Tý. Đối với Canh Tý dày dặn với đời, đối với một sự tình luôn xuyên suốt, không bị hãm sâu trong đó, một đời Canh Tý có thể phải gặp rất nhiều sự tình. Tựa như mỗi lần chớp mắt là lại có một vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy đến khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Bất luận sự việc lớn hay nhỏ, mặc kệ là tốt hay xấu, Canh Tý đều không cần quá để ý, quá coi trọng, chớ nên vừa thấy chuyện tốt liền vui mừng, hớn hở, gặp chuyện xấu liền đâm chiêu ủ dột, ủ rũ héo úa, gặp chuyện lại không dám đảm đương. Sao có thể là Canh Tý đúng không ạ?
Xét về toàn bộ vận trình của cuộc đời, Canh Tý sinh năm 1960 thì cũng không đến nỗi nào. Từ 20 đến 25 tuổi, thời gian này chỉ có phát triển về tình cảm, tài lộc lại hơi bị yếu kém. Đường công danh có phần lên cao, không nên đi xa trong những năm này, từ 26 đến 30 tuổi. Thời gian này, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn về vấn đề tài lộc, tình cảm vượng phát tột độ, những năm này lập gia đình khá tốt, trừ năm 29 tuổi, việc làm ăn gặp nhiều tốt đẹp, từ 31 đến 35 tuổi. Thời gian này việc làm ăn tình cảm ra đạo và tài lộc vẫn ở trong mức độ trung bình mà thôi. Năm 33 tuổi, sức khỏe suy yếu, kỷ tháng 10, từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này có số tốt đẹp về công danh hay nghề nghiệp. Những năm này bạn có phần phát đạt về gia đình, công danh lẫn sự làm ăn. Vào 37 tuổi, trong gia đình có đại nạn, cẩn thận về con cái, từ 41 đến 45 tuổi. Thời gian này không được nhiều tốt đẹp, có nhiều xui xẻo, không nên giao dịch về tiền bạc cũng như không nên làm ăn có hại, từ 46 đến 50 tuổi. Thời gian này bình thường không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, gia đạo, tiền bạc vẫn bình thường, việc làm ăn không được nhiều kết quả tốt đẹp lắm, từ 51 đến 55 tuổi. Khoảng thời gian này gia đình trở nên trầm trọng, cuộc sống không được bảo đảm hoàn toàn. Có sụp đổ sự nghiệp trong thời gian này, đề phòng sức khỏe không được tốt. Trong khoảng thời gian này, nên cố nhẫn nhịn và tránh những việc tố tụng có hại cho gia đình và hạnh phúc của bạn, từ 56 đến 60 tuổi. Thời gian này gia đình hạnh phúc trở lại yên vui. Tuy nhiên, nên cẩn thận tiền bạc, phần cá nhân có đau bệnh liên miên, coi chừng có đại nạn bất ngờ trong những năm này. Dự báo tương lai của Canh Tý từ sau năm 64 tuổi. Từ sau 64 tuổi, Canh Tý đột nhiên hiểu thấu về số phận, kim tiền, địa vị sự nghiệp, hôn nhân, gia đình và bè bạn. Canh Tý đã biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội. Biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh. Từ sau 64 tuổi trở đi, biết mệnh trời, Canh Tý từ 64 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín mùi trong cuộc đời, lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Canh Tý sau 64 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn. Tính chủ học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không oán trời, không trách người, không lười nhác. Đa số Canh Tý đều có tính tình tương đối cẩn trọng và chu đáo, đặc biệt là Canh Tý cũng rất có tài trong việc lãnh đạo, giữ chức quản lý rất tốt. Hơn thế nữa, Canh Tý còn khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ bởi sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo và tháo vát trong mọi chuyện của mình. Tính chủ được rất nhiều người yêu thương và quý mến. Đồng thời Canh Tý cũng có sự nhạy cảm nhất định bên trong tính cách của mình. Bản mệnh rất dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi ở bên mình. Chính nhờ điều này đã khiến cho Canh Tý nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ từ người khác. Canh Tý chính là con giáp có khả năng đổi vận nhờ quý nhân tương trợ và giúp đỡ. Nếu như Canh Tý biết cách nắm bắt cơ hội mà quý nhân đem lại, thì hứa hẹn sẽ có một tiền đồ vô lượng khiến cho nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Giai đoạn hậu vận này, lưu lộc tồn đến Tý, vận trình công việc của Canh Tý sẽ ngày càng phát đạt và tăng tiến không ngừng nghỉ, nhiều khi thuận lợi đến mức khiến bản thân tính chủ cũng cảm thấy bất ngờ. Từ 64 tuổi cũng là lúc Canh Tý có được những thắng lợi, thành quả từ kinh doanh, đầu tư, đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập, quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp bản mệnh có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. Theo tử vi 12 con giáp thì Canh Tý luôn thấu tỏ điềm tĩnh từ sau 64 tuổi, đã ấp ủ rất nhiều dự định, kế hoạch để có được thành công, nắm bắt những cơ hội mới để bứt phá, giai đoạn mới, thời vận mới, với những mối quan hệ hợp tác mới, thu nhập mới,
và sự nghiệp dù đã nghỉ hưu hay làm buôn bán tự do thì lúc nào cũng có thể tiếp bước mà vươn lên một tầm cao mới. Từ sau 64 tuổi, cũng là lúc vận số của Canh Tý Hanh thông thuận lợi hơn và có những bước tiến suôn sẻ hơn. Theo vận số cuộc đời, Canh Tý sẽ có khoản tiền dư dả khi về già, nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thu nhập của Canh Tý không phải chỉ dừng lại ở những đồng lương hưu ít ỏi, mà còn dồi dào từ nhiều nguồn, những khoản đầu tư, buôn bán, những khoản tiền cho vay, hay những cuốn sổ tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng cũng đã có dịp sinh lời ổn định, đảm bảo nguồn thu nhập dư dả an dưỡng tuổi già. Của cải tích lũy được cũng không phải là ít mà phải nói là vô cùng tốt, khiến người khác kinh ngạc. Vì vậy mà cuộc sống của tín chủ cùng phát triển theo chiều hướng ổn định. Tuy nhiên, vấn đề gia đình, tình cảm Canh Tý cũng cần lưu ý đôi chút. Mỗi gia đình của chúng ta đều có chuyện buồn phiền riêng, mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng, chẳng ai giống ai. Canh Tý đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn. Nhưng mệnh chủ hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ. Đừng lo nghĩ về những chuyện mà tín chủ không thể thay đổi vì chẳng được gì mà lại còn làm hại cho sức khỏe của chính mình. Từ sau 64 tuổi, Canh Tý hiểu phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bản thân thấy phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc mệnh chủ muốn mỗi ngày một cách thích thú, thì Canh Tý thật đã sống hạnh phúc từng ngày. Một ngày qua là một ngày tín chủ mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày tín chủ được. Khi Canh Tý vui thì bệnh tật sẽ lành, khi Canh Tý hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi tín chủ vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ. Với tính khí vui vẻ với thể thao, thể dục thích đáng, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống thêm thuốc. Hy vọng rằng tín chủ sẽ sống thêm 20 hay 30 năm, tràn trề sức khỏe, và nhất là biết trân quý những điều tốt đẹp quanh mình. Tại sao lại nói, cuộc sống của Canh Tý chỉ thật sự bắt đầu xoay chuyển từ sau 64 tuổi? Bởi trước năm 64 tuổi, Canh Tý luôn phải dành toàn bộ thời gian vì cuộc sống mưu sinh, vì sự nghiệp, vì nhà cửa, vì vay mượn, thế chấp, vì con cái, gia đình, vì đủ thứ gánh nặng cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Sau khi trải qua độ tuổi ấy, sự nghiệp đã ổn định, con cái đã trưởng thành, tiền bạc đã có chút tích góp. Canh Tý mới bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để lo cho chính bản thân mình. Sau ngưỡng cửa của tuổi 64, đã đến lúc Canh Tý được nghỉ hưu ở nhà dưỡng lão hay làm việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập, nhưng chúng ta cũng không còn phải làm việc đến kiệt sức nữa. Canh Tý biết nâng cao chất lượng cuộc sống, chú trọng 3 bữa một ngày, không thể lơ là sức khỏe thể chất như trước kia. Mỗi sáng, Canh Tý không còn tất bật lo cơm nước, đưa con đi học nữa mà thành thời hít thở không khí trong lành. Thư giãn cơ thể, chạy bộ vài vòng quanh nhà, tập luyện, mấy động tác dưỡng sinh đơn giản, rồi dùng một bữa sáng bổ dưỡng do con cháu chuẩn bị cho. Chỉ cần như vậy, dù tuổi tác có già đến mấy, tinh thần chúng ta vẫn luôn trẻ khỏe và đủ đầy. Thời gian này, Canh Tý không còn bận rộn tăng ca, tiếp khách đến nửa đêm hay đi công tác hàng tuần dài nữa, mà được thảnh thơi về nhà khi đến giờ tan tầm, trồng rau, chăn gà, dạo qua các khu chợ để cảm nhận sức sống tươi mới. Ở đây, tiện tay mua ít thức ăn về nhà, thong thả làm vài món đơn giản thêm vào mâm cơm, để cả gia đình thưởng thức. Canh Tý cũng có thời gian để dạo bước cùng bạn già tâm sự với nhau từng mẩu chuyện vui buồn nhỏ nhặt trong ngày vừa qua, đôi khi lại cãi nhau vì vài vấn đề chẳng hề to tát. Vừa là bạn đời vừa như tri kỷ, từ sau 64 tuổi, dù không thể tránh khỏi một vài căn bệnh tuổi già, thế nhưng Canh Tý đã biết cách chăm sóc sức khỏe hơn, chủ động thăm khám định kỳ, tìm được người thầy tốt, thuốc tốt, sức khỏe nhờ vậy cũng được bền vững theo năm tháng. Mỗi một năm trôi qua, Canh Tý có thể chăm lo sức khỏe, vun vén sở thích của mình nhiều hơn. Thích hoa thì chăm hoa, thích sách thì đọc sách,
thích trà thì tham gia vài lớp học pha trà thẩm trà, càng xây dựng và phát triển sở thích cá nhân, cuộc sống của mệnh chủ càng thêm đủ đầy ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, bản thân Canh Tý lại càng phong phú và quý giá hơn. Lúc này con cái trưởng thành, công việc ổn định, thu nhập ổn định, cháu lớn đi học, cháu nhỏ ám bồng, con cái Canh Tý cũng đều có công việc riêng, có gia đình riêng và có cả không gian sống riêng. Canh Tý đã tạm hoàn thành trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Giờ là lúc Canh Tý được con cái phụng dưỡng, hiếu thảo, chăm lo. Chúng ta có thể tự thưởng cho mình những chuyến du ngoạn để mở mang tầm mắt, nhìn xem thế giới bên ngoài đã phát triển đến nhường nào suốt thời gian qua. Hoa đào rực rỡ mùa xuân, thác nước tươi mát mùa hè, lá phong đỏ rực sắc thu. Sông băng, núi tuyết trời đông, còn có mặt trời mọc trên núi, mặt trời lặn ngoài biển và rất nhiều cảnh sắc tráng lệ mà chúng ta chưa một lần thảnh thơi ngắm nhìn và tận hưởng. Ngoài thế giới rộng lớn bao la kia, chỉ có đi khắp núi sông, chúng ta mới hiểu rang sơn, chỉ có nếm đủ đắng cay vui buồn, chúng ta mới thấm nhuần giá trị thực sự và ý nghĩa của đời người. Càng trải nghiệm, chúng ta càng nắm chắc cuộc sống của mình trong tay. Chính nhờ sự hy sinh và cố gắng thời trẻ mà từ sau 64 tuổi là thời khắc Canh Tý được hưởng thụ sung túc, ấm no, được may mắn ngập tràn, phúc lộc đầy nhà. Có thể thanh nhàn mà nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời, nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại, Canh Tý với những người bạn già cùng nhau ngồi lại, pha ấm trà nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng. Sau 64 tuổi, tâm trí của Canh Tý đã bình yên, không còn lo được lo mất. Chúng ta hiểu rằng, mọi thứ đều có số mệnh, những gì nên có thì trời sẽ cho, cái gì mất đi thì không nuối tiếc, thứ gì không phải của mình thì cũng chẳng cần cưỡng cầu, thành công hay thất bại. Vui mừng hay đau khổ, đều trở thành trải nghiệm đời người, là kinh nghiệm khắc sâu vào trong tâm trí. Nhưng chỉ cần sống tốt, sống thiện tâm, sống cống hiến và có ích cho đời, thì cuộc đời này đã tốt đẹp nhường nào. Đã khởi sắc môn phần, qua thời gian, mọi ký ức lắng động sẽ dần biến thành báu vật vô giá mà không ai có thể lãng quên. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Tử vi cuộc đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tiết lộ cuộc sống từ sau 64 tuổi về già, tài lộc và sức khỏe. Tiếp theo đây, chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng Giêng mở đầu cho một năm mới, mọi nhà, mọi người đầy đủ ấm no, sum vầy bên nhau. Những người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này cả đời có cuộc sống an nhàn, may mắn, thuận lợi, tuy nhiên, dễ sinh ra chủ quan, kiêu ngạo, lười biếng. Sinh tháng 2 đầu xuân, mọi người đi lễ chùa cầu may cho gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ. Những người sinh tháng này rất thích làm việc thiện, có ích giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, tính tình có vẻ nhút nhát, trầm và ít nói. Họ có nhiều bạn bè thân thiết, chân thành và các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Tuổi Canh Tý sinh tháng 3, những người sinh tháng này trong cuộc đời có nhiều biến cố và hay phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Họ khá nhạy cảm, dễ nảy sinh buồn phiền, đau lòng vì những sai lầm của người khác. Tuy nhiên, họ sẽ không bộc lộ những suy nghĩ, nỗi niềm của mình ra bên ngoài, bởi vậy ít có ai thấu hiểu được hết tình cảm của họ. Tuổi Canh Tý sinh tháng 4, sinh vào tháng 4, tuổi Canh Tý cả đời cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ nhưng lại không gặp được thời cơ làm ăn thuận lợi, đến hậu vận mới được an nhàn. Tuy nhiều khó khăn, nhưng mặt khác, người tuổi Canh Tý sinh tháng này có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Vợ chồng thủy chung, yêu thương và cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống giàu sang, sung sướng. Sinh tháng 5, những người sinh tháng này có khí phách và lòng quyết tâm, kiên trì, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, được nhiều người tôn trọng,
nể phục và có danh tiếng vẻ vang. Càng về già, họ càng có tài lộc và hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng. Tuổi Canh Tý sinh tháng 6, thông minh, tài trí hơn người. Dù có gặp nhiều khó khăn, thử thách vẫn kiên trì quyết tâm vượt qua, có nhiều ước mơ hoài bão và dự định những người này dễ đạt được thành công khi còn rất trẻ. Sinh tháng 7, thu sang tiết trời mát mẻ trong lành dễ chịu. Những người sinh tháng này cả đời an nhàn, sung sướng, không gặp phải biến cố, khó khăn nào xảy ra. Tuy nhiên, bởi bản tính tin người mà tuổi Tý sinh tháng này thường bị lợi dụng, làm ơn mắc u an, bị nhiều người hiểu lầm gây nên tai tiếng. Tuổi Canh Tý sinh tháng 8, thông minh, trí tuệ sắc sảo, trưởng thành sớm và tự thân lập nghiệp, chăm lo cho cuộc sống của bản thân, không dựa vào bất kỳ một ai. Tuổi Nhâm Thí sinh tháng này trong cuộc đời thường gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ trong những lúc khó khăn, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắt, yêu thương nhau. Tuổi Canh Tý sinh tháng 9, những người sinh tháng này tính tình thật thà, hiền hậu, nhút nhát, không giỏi khéo léo trong giao tiếp. Mặt khác, họ có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, may mắn, hôn nhân hạnh phúc, gia đình anh trên em dưới hòa thuận, yêu thương nhau. Tuổi Canh Tý sinh tháng 10, người sinh tháng này có nhiều hát bão, ý chí tài cao nhưng phận thấp, cuộc sống và công việc gặp nhiều khó khăn, lận DNTRONG cuộc đời. Người tuổi này có nhiều biến cố và thay đổi về công việc, hôn nhân gia đình. Có lúc cuộc sống an nhàn dư thừa nhưng cũng có lúc túng thiếu, phải vay mượn khắp nơi. Sinh tháng 11, có ý chí quyết tâm tự thân lập nghiệp. Tuy nhiên, thời cơ có ít và thường đến muộn. Bởi vậy, những người tuổi Canh Tý sinh tháng này đa số sự nghiệp ổn định chậm. Trong cuộc sống hàng ngày, họ được nhiều người yêu quý, tin tưởng và kính nể. Sinh tháng 12, những người sinh tháng này cả đời an nhàn không vất vả, lận đận nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc ấm no, sung sướng. Tuy nhiên, họ không có tính tự lập, thường ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, đôi lúc gây ra phiền toái cho mọi người xung quanh. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm. Rất nhiều người tuổi Canh Tý được Phật Thiên Thủ Quan Âm tác hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý cô bác Canh Tý cũng quan tâm đến Phật bản mệnh của mình, thì Tử Vi xin mời quý vị và cô bác theo dõi tiếp video sau đây, Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, mà trong dân gian còn gọi người với cái tên khác là Đức Phật Ngàn Mắt, Ngàn Tay, tượng trưng cho tấm lòng từ bi hỷ xả phổ độ chúng sinh, trong tương truyền và các lời chứng thực. Trong nhiều văn bản lịch sử chính thống đã ghi chép lại một vài tích liên quan đến Thiên Thủ, Thiên Nhãn Bồ Tát như sau. Trước kia, Đức Bồ Tát từng phát một lời thề trước Phật A-di-đà, sẽ phổ độ chúng sinh, tất thảy đều thoát khỏi bể khổ trong luân hồi chuyển thế. Nếu không tuân thủ theo lời thề đó, sẽ lập tức thịt nát xương tan. Sau này trong quá trình tu luyện và chứng độ cho vô vàn chúng sinh trong lục giới thoát khỏi khổ, nhưng không giúp được mọi sinh linh để ra khỏi bể khổ, nên đã thân thể vì thế vỡ tan thành 1000 mảnh. Vì chứng kiến cảnh tượng đó, Phật A-di-đà đã dùng pháp lực của mình mà hồi lại thân thể của Đức Bồ-Tát Thiên Thủ có thể dùng được 1000 cánh tay của mình, phổ độ chúng sanh. Từ đó hình tượng của Thiên Thủ, Thiên Nhãn Bồ Tát gắn liền với nghìn mắt, nghìn tay, với sức mạnh vô cùng màu nhiệm. Với đó, các bàn tay của Ngài đại diện cho hành động và con mắt đại biểu cho thấu suốt. Đối với ý nghĩa của Phật bản mệnh tuổi Tý, hay còn là Thiên Thủ, Thiên Nhãn Bồ Tát, được coi là biểu tượng cho mọi sự viên mãn, vì hình ảnh của Đức Bồ Tát gắn liền với thế kết gia tu tọa hai tay trước ngực, chắp lại và ở giữa có biểu tượng ngọn mani. Không những vậy, trên những cánh tay khác của Đức Phật còn cầm rất nhiều các pháp khí uy quyền của nhà Phật
như chàng hoa đại diện cho từ bi hỷ xả đức độ, bánh xe pháp luân biểu trưng cho bánh xe pháp của Đức Phật và cũng là giáo pháp của nhà Phật, bình tịnh thủy, năng lượng pháp vị và gia trì của Đức Phật để diệt trừ mọi khổ đau. Ngoài ra là các pháp bảo khác như chày kim can, hoa sen, lụa gấm vóc. Chính vì vậy, Đức Phật Thiên Thủ, Thiên Nhãn Bồ Tát đại diện và cũng là vị Phật bản mệnh riêng cho tuổi Giáp Tý, mang ý nghĩa về cầu bình an, đắc bình an, cầu hạnh phúc, đắc hạnh phúc. Bởi đối với một vật phẩm hộ thân được tạc theo hình tượng của một trong tám vị tôn chủ, không chỉ khuyên con người hướng tới điều thiện tâm, giải trừ gian ác mà còn có tác dụng hóa giải điềm tai ương, không may mắn. Quý vị thân mến, muốn học đạo đối nhân xử thế, bốn loại tâm lý sau cần phải tránh khi đối nhân xử thế. Nếu luôn mang tâm ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi thì tự mình sẽ làm cho người khác xa lánh. Thời cổ đại, các bậc thánh hiền hay những người giác ngộ dù có trí tuệ thâm sâu đến mấy, vẫn có thể tiếp nhận được hết thảy ý kiến phê bình, lại có thể bao dung người khác, đối nhân xử thế rất khiêm tốn, đúng mực. 1. Người có tâm ngạo mạn sẽ đặt mình lên trên, tự thấy mình ưu điểm hơn để mà cợt nhã người khác. Với những ai địa vị thấp hơn mình hay những ai cần mình thì người đó sẽ không chỉ trước mặt không tôn trọng mà còn thầm cười nhạo sau lưng. Nhìn vào những người có hành vi ngạo mạn, bạn sẽ thấy họ thật đáng cười chê, chỉ vì chút khả năng mà vênh váo mãi không thôi. Bản thân người như thế, nếu có thể tự kiểm điểm thì cũng sẽ xấu hổ đến mức toát mồ hôi đầm đìa. 2. Người mang tâm dối trá thì nặng nề nhất là người mà ngôn từ 10 phần uyển chuyển dễ nghe, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược, bề ngoài đối với người khác tốt đẹp, nhưng lại âm thầm đâm chọc sau lưng. Người như thế có thể trong lúc ngắn ngủi ban đầu được người khác ngưỡng mộ, nhưng qua lại đôi lần sẽ lộ rõ bản tính. Nhìn loại người dối trá này, bạn sẽ thấy cần phải tránh xa, không muốn cùng họ. Ở chung, bản thân chúng ta khi nói việc dối lòng cũng sẽ mất tự nhiên, cảm thấy xấu hổ trong tâm. Vậy mà những người mang tâm dối trá lại nói nhiều quen miệng chẳng hề thấy đỏ mặt. 3. Người có tâm đố kỵ thường nghĩ rằng mình có khả năng hơn người. Vậy nên khi nghe người khác được khen thì lấy làm tức giận ghê lắm, cho rằng lời khen ấy là sai. Khi người khác có điều gì vui thì lại cảm thấy bực bội, tìm đủ lý do để chê bai, ngờ vực, lấy đủ cái cớ để hạ thấp người ta. Loại người này sẽ lấy chỗ yếu của người khác làm niềm vui nhỏ nhen của mình, sử dụng ưu điểm của mình để đánh giá nhược điểm của người khác. Đối với người có tâm đố kỵ, thì phần lớn cuộc đời họ sẽ chẳng tìm đâu ra được một phút bình yên, vì luôn cảm thấy bất bình trước thành công của người khác. Cuộc sống đối với họ quả là hết sức mệt mỏi. 4. Người mang tâm nghi ngờ, nghe người ta nói điều gì đó, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, kẻ ấy lại cứ mãi nghĩ rằng, người này sốt cục cười nhạo ta hả? Kẻ ấy lại chế giễu ta việc gì đây? Người như thế thường là từ đó bắt đầu kết oán với người khác. Người có tài đức và kiến thức nghe người khác giễu cợt mình thì thường hoàn toàn chẳng để tâm. Như thế không phải là giảm bớt rất nhiều điều phiền não sao? Ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi đều là những dụng tâm rất xấu. Muốn học đạo đối nhân xử thế thì không chỉ cần học cái hay của người mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Tử Vi. Tử Vi hy vọng rằng những dự đoán và lời khuyên từ kênh sẽ giúp quý vị tìm thấy sự bình an, thịnh vượng và hướng đi đúng đắn trong cuộc sống. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Tử Vi để khám phá thêm nhiều bí ẩn và lời dạy của cổ nhân. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đạt được những ước mơ của mình. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Tử Vi.